có khả năng nhớ tiền kiếp. Một cậu bé 3 tuổi tại Trung Đông chẳng những có khả năng nhớ tên, làng mà cậu sống trong kiếp trước, mà còn có thể vạch mặt kẻ từng giết cậu. Trong cuốn sách Children Who Have Lived Before The Incarnation Today của chuyên gia trị liệu người Đức Chất Ho kể lại một câu chuyện của tiến sĩ Eli Lars, người phát triển hệ thống y tế tại dải Gaza trong những năm 1960, về một cậu bé nhớ lại kiếp trước. Câu chuyện của Ho kể về một cậu bé thuộc dân tộc Uruz, sống tại cao nguyên Golan, gần biên giới Syria và Israel. Trong nền văn hóa Uruz, người ta tin vào sự tồn tại của kiếp luân hồi. Theo phong tục, nếu một đứa trẻ lên 3 vẫn còn nhớ ngôi nhà mà nó sống trong kiếp trước thì người lớn phải đưa đứa bé trở về ngôi nhà đó. Cậu bé trong câu chuyện của Ho là người dân tộc Uruz, sống tại cao nguyên Golan, gần biên giới Syria và Israel. Ảnh BFOASNU. Cậu bé người Uruz sinh ra với một vết bớt đỏ và dài. Người Uruz tin rằng những vết bớt liên quan tới cái chết của con người ở kiếp trước. Khi cậu bé biết nói, cậu kể với gia đình rằng một cú đánh vào đầu bằng rìu đã giết cậu. Người lớn đã đưa cậu về ngôi làng mà cậu nói rằng kiếp trước của cậu đã sống ở đó. Khi cậu về đến làng, cậu nhớ ra tên kiếp trước của cậu. Những người lớn đưa cậu bé tới ngôi nhà của người đàn ông có tên ấy. Gia đình và bạn bè của người đàn ông đó cho biết anh ta đã mất tích trước đó 4 năm. Họ nghĩ có thể anh ta đã lạc vào địa phận của kẻ thù. Theo những lời tiến sĩ Lars kể với Ho, cậu bé cũng nhớ ra tên của kẻ giết cậu. Khi đối mặt với cậu, mặt người đàn ông này trở nên trắng bệch, nhưng ông ta không nhận tội. Sau đó, cậu bé chỉ cho người lớn chỗ hắn giấu xác. Khi tới đó, người ta tìm thấy một bộ xương với vết thương trên hộp sọ tương ứng với cái bớt trên đầu cậu bé. Họ cũng tìm thấy hung khí, đó là một chiếc rìu. Đối mặt với những bằng chứng này, kẻ giết người nhận tội. Tiến sĩ Lars là nhân chứng duy nhất không thuộc tộc Uruz chứng kiến toàn bộ câu chuyện, một minh chứng cho sự tồn tại của kiếp luân hồi.